Tới cuối tháng 5, Đà Nẵng đã triển khai thí điểm đi chợ bằng thẻ QR code tại các chợ lớn thuộc quản lý của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng. Sau đó, mô hình này đã áp dụng ở hầu hết các chợ trên địa bàn thành phố và đang được tiếp tục duy trì. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV vào sáng nay tại chợ Cồn, chợ có quy mô lớn của Đà Nẵng. Sáng nay, trừ các tiểu thương ra vào chợ bằng thẻ đeo, tất cả các người dân khi vào chợ phải trình thẻ QR code để nhân viên ban quản lý chợ quét mã. Quá trình vào chợ bằng thẻ đi chợ QR code chỉ mất khoảng 15 đến 30 giây đối với mỗi người. Thường là đến đây là họ chích cái vạch mã này là mình đi vô chợ chứ không có cần mà khai báo từng tên. Đó là đề sẵn trong đây rồi con. Là mình cái phường nào cái tổ nào là họ ghi hết sẵn trong này rồi. Là mình chỉ đưa cái này họ test nha, cái nhà là xét một cái này là mình đi vô chợ được. Thuận lợi hơn nhiều. Để tiện lợi hơn, có người còn lưu trữ ảnh chụp thẻ đi chợ lưu vào điện thoại, nên mỗi lần đi chợ không cần mang theo thẻ. Có nhiều cách, thứ nhất là mình có thể đem theo nhưng mà mình sợ bảo quản. Còn cách thứ hai thì mình có thể sẵn trong điện thoại chụp rõ một chút thì nó sẽ không có mắc, nhưng mà điện thoại thì mình luôn luôn đem theo bên người, nó rất là dễ sử dụng thôi. Chợ Cồn có 2 cổng chính và 4 cổng phụ, tất cả đều được bố trí nhân viên kiểm soát thẻ vào chợ. Theo ban quản lý chợ, nếu dùng thẻ giấy điền thông tin đi chợ theo kiểu cũ, nhiều trường hợp người dân không điền thông tin, nhân viên phải điền hộ hoặc yêu cầu họ điền tại chỗ gây mất thời gian. Sau mỗi buổi, nhân viên phải kiểm đếm tổng số thẻ đi chợ, tiếp xúc lại với toàn bộ thẻ. Hàng trăm thẻ đi chợ mỗi ngày được lưu trữ ở trụ sở ban quản lý. Song nếu có trường hợp nghi ngờ, ban quản lý phải kiểm soát lại rất mất thời gian. Việc dùng thẻ QR code tiện lợi cho nhân viên ở các cổng kiểm soát, cho ban quản lý trong việc báo cáo số người đi chợ mỗi ngày, cho cả việc truy vết thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu của thành phố. Hiện tại thì ban quản lý chợ Cồn thì cũng thực hiện rất nghiêm về vấn đề đó. Thứ nhất là chốt tại các cái cổng cửa và mã quét mã QR code của các cái hộ kinh doanh cũng như cũng của nhân dân vào chợ để đảm bảo cái việc mà truy xuất cái nguồn gốc thực tích xuất, cái vấn đề mà khi hộ tơ vào chợ thì nó dễ để cái vấn đề mà mình kiểm soát được về thông tin cũng như các cái lịch trình của cái khách hàng đi vào chợ. Từ ngày hôm qua, các phường xã trên địa bàn thành phố đã tiếp tục phát thẻ đi chợ cho người dân cho đến hết tháng 8. Như vậy, người dân thành phố tiếp tục đi chợ theo tần suất 3 ngày một lần trong nhiều tháng tới. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường như hiện nay, thì việc phân chia tần suất đi chợ bằng thẻ QR code là rất phù hợp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.